Ngày 26 tháng 7, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tổ chức trọng thể từ 7 giờ đến 13 giờ. Bạn bè, người thân, đại diện các cơ quan, bộ, ngành, tổ chức trong và ngoài nước tới viếng bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã dành trọn cuộc đời tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho nhân dân. Điều mà chúng tôi rất trân trọng được cả bác là gì? Bác quá giỏi, quá trêu vì dân, mọi việc vì dân vì nước hết, không tự hào một cá nhân. Già chúng tôi phải học tập, trẻ học tập, ai cũng học tập, mọi người học tập. Đất nước ta mà có những người như thế thì phát triển rất nhanh. Tại quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, làng Đại Đà, hàng ngàn người dân nghẹn ngào, trang nghiêm, nối tiếp xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ sáng sớm hôm nay 26 tháng 7, có rất đông người dân xếp hàng chờ vào hội trường Thống Nhất kính viếng và tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cả cuộc đời bác dâng trọn cho quê hương, cho đất nước Việt Nam giàu đẹp, sánh cùng năm châu bốn bể. Bác ơi, bác hãy mỉm cười, chúng con nói theo gương bác sống đời giản đơn.